Hello cho mọi người nhé. Thì hôm nay mình sửa cái tủ lạnh. Tủ này là tủ Funiki hay là VTB ở Funiki đây này. Cho nó mở cái mạc đấy. Nó mở cái chỗ mở nó lại được người ta in lên tủ ấy. Cái màu đen nhìn xuyên thì mình thấy này mờ mờ này. Để mình FR152CL. Cái này thì cái mạc Panasonic người ta dán lên thôi. Thực chất nó tủ là tủ Funiki. Thì như tủ này mình để ý là ở nhà khách cho người ta bảo là chạy mít không ngắt, ít khi ngắt lắm. Thì cái ít khi ngắt đó là chắc là ngắt cái timer về chế độ sửa đá thôi. Còn cái trường hợp mà đủ lạnh nó ngắt thì nó không ngắt. Cái này vặn vặn lên người ta để to mình vặn nhỏ về nó không ngắt. Mà trong khi ngăn này mình thấy lạnh lắm rồi này. Thì ok. Thì đối với cái trường hợp mà tủ chạy không ngắt này thì nó hư cái thẻ motor này mọi người, hơi cảm biến nhiệt độ này. Thì mình thay cái đấy luôn. Đối với cái này thì cái xác nhiều ấy, mình hay đi mua ở phế liệu ấy. Mình lấy những cái này ở phế liệu thì mình thay. Hầu như mình toàn thay ở phế liệu không. Cái này mình làm video nhanh luôn. Cái này mình chuẩn bị một cái khác. Đây rồi, mình tháo từ phế liệu về rồi. Có thể là nó không tốt, cũng chưa chắc là tốt, nhưng mà thường thường là nó tốt. Nó ít hư thôi. Rồi. Giờ cái dầm luôn. Này nó sẽ nằm như thế này. Đây. Thì cái này ở đây. Mình cũng một cái mà mình hay biết hơi không, mình nhìn nó dỉ xét đen xì mọi người này. Thấy không? Đen xì luôn. Cái này mình xuất điện rồi đó. Đối với cái tủ mà tốn điện nó hay hư cái này. Cái này cứ đang quay video là có người gọi đây. Cái này thì nó kiểu nó nhìn mình nó mới hơn này, thường thường nó tốt. Cái này mà thường thường khi nào hư ấy, thường thường nó dỉ luôn. Thì mình lấy cái này để mình thay. Tiếp theo là mình tháo ra này. Tháo cái này thì đơn giản thôi. Để cái nắp cho tạm thời đánh nó đi. Nó xuống đây. Cái này thổi nó gió về. Cái này thì mình dùng cái kìm bỏ nhỏ rút đây ra. Ốc gen ấy, mọi người đưa cái kìm vào tặn ra. Đây là cứng ấy. Đấy. Cái này ra, cái này nó hư rồi, nó dỉ này. Mình đưa cái khác vào, cái này thì mình tháo từ phế liệu luôn này. Mình không biết. Thì mình cũng nói thẳng là mình mua từ phế liệu ấy. Tại vì cái con mà mình mua mới ấy, nó mình chẳng thấy cái con nào giống như này cả. Mình hay toàn mua phế liệu thôi. Dây này thay đổi giá trị điện trở cho đi luôn. Đó. Đưa cho cái lỗ rõ này. Bọc vừa đó, nhưng bọc nhiều lại không ngắt được thì mệt. Nhất luôn đi mọi người. Cho nó cảm biến nó nhanh ngắt hơn. Bọc cái băng keo bạc kia nó lại lâu ngắt. Cái yếu yếu nó chẳng ngắt nữa mình mệt.
Thì đối với cái này thì mình cứ cắm vào cái jack điện thôi. Hai cái này cắm vào jack nào cũng được, miễn sao jack dẫn điện là được. Còn một cái kia cắm vào mát, không thì mình vứt không được. Đây. Mát này. Đó. Mình lắp được cái xốp của nó. Xốp bọc nó này. Lên trên. Nó có 3 cái gàm này. Mọi người chọc 3 cái gàm ở trước xong rồi đưa lên thẳng như này. Đưa lên. Ốc lại. Cái này thì mình nút lại như lúc mình tháo thôi. Nó có cái gàm gừa của nó mạnh nhất này, nhẹ nhất này. Thì mình muốn ngắt nó ngắt hay không thì mình bạn lên số mạnh nhất. Và sau đó mình giảm dần dần trở về. Thì nếu mà cái tốt thì nó mình cứ giảm từ từ nó sẽ đến một cái tốc độ đó, nó sẽ ngắt. Khi đủ độ lạnh của nó rồi nó sẽ ngắt đấy. Còn nếu mà nó không tốt thì mình cứ bạn nhỏ hết cửa nó chẳng ngắt. Nó hư luôn. Bên này thì còn một con ốc mà mình vặn nốt. Cái này mình để ở chế độ cao nhất. Để cái mức lạnh mạnh nhất. Thì cái này nó phụ thuộc vào cái căn đông mà xả hơi lạnh xuống thôi. Đủ lạnh thì nó ngắt. Với cái trường hợp mà cái tủ này ngắt hay không thì còn phụ thuộc cái này tốt hay không nữa. Cái này mình lấy nhôm nhựa mình thay thử. Mình nghĩ tốt thôi nhưng chưa chắc là tốt. Nếu không tốt thì mình thay cái khác. Ok thì mình lắp xong rồi mình lắp hai kệ vào này. Như trường hợp cái tủ này thì mình sẽ để ở mức to nhất thế này. Khi nào mình còn tầm đến chiều mình sẽ vặn nhỏ lại xem nó có ngắt hay không. Nếu nó ngắt thì nó tốt, mà nó không ngắt thì nó vẫn hư. Mà nếu vẫn hư thì mình lại tìm một cái phế liệu khác mình thay vào. Thì đối với cái tủ này thì mình thấy là thực sự là nó rất là hay hư cái này đấy. Nó ít khi ngắt đấy, mà ít khi ngắt thì nó rất là tốn điện. Mình đi gặp sửa nhiều nhà thì thấy nó chạy o suốt ngày à. Mọi người thử các bạn nhỏ về xem nó ngắt hay không. Nếu mà trường hợp mà tủ mà tốt thì cái này nó sẽ rất là nhanh ngắt, nhạy ngắt. Hoặc là mình để số to mình bạn nhỏ về thì nó sẽ ngắt. Đây cũng là cái trường hợp mà nhiều nhà tủ mà dùng hay chê là tốn điện hay là kiểu như là hay phàn nàn việc tốn điện đấy. Thì nó không bị hư, cái này là cũng hư, cái này là chủ yếu này. Nếu mà nó không ngắt thì nó cứ chạy miết thì nó rất là tốn điện. Và có một trường hợp nó ngắt ít thôi, đó là trường hợp ngắt về cái chế độ xả đá. Thì thường cái timer của tủ này thì mình hình như mình đo là 8 đến 9 tiếng gì đấy. Nó quay về cái chế độ xả đá một lần. Thì một lần xả khoảng tầm 3-40 phút gì đấy, thì xong nó chạy lại. Còn đâu nó cứ chạy 24-24 à, nếu mà cái đấy hư ấy, nó cứ chạy 24-24, cái này này. Nó hư rồi nó cứ chạy 24-24 thôi. Cái này mình hay gọi là thermostat. Ngày xưa mình đi học thì mình được dạy vậy thôi chứ mình chẳng biết thermostat là cái gì. Chỉ biết nó là cái cảm biến nhiệt độ. Khi mà đủ lạnh thì hai cái này nó sẽ mở công tắc cho nó không đóng nữa. Còn bình thường nó là luôn 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 đóng. Hoặc là thường đóng ấy. Khi có độ lạnh đến một cái độ lạnh nào đó ví dụ như 5 độ C hay là 7 độ C hay gì đó thì nó sẽ không đóng nữa, hai cái này nó tắt ra. Thì lúc đó là cái máy này được đấu là để nó không hoạt động máy nữa và quạt nữa, nó chỉ có bóng sáng thôi. Ok, thì mình thay thử rồi, còn ngắt hay không thì cái chiều mình biết được. Nếu không được thì mình thay cái khác, cái này phế liệu nhiều lắm. Mình hay lấy phế liệu thay, chứ cái mình mua một cái mình lấy một cái mới lắp vào thì nó không giống zin mà nó khó lắp lắm. Nói chung là mình phải độ một ít nữa.
mà nhìn nó cũng rất là xấu, mà rất là lằng nhằng. Cái này ở phế liệu rất là nhiều, tủ này, tủ VTB này. Cái tủ này với tủ VTB giống nhau. Funiki với VTB giống nhau. Ok, thì cảm ơn mọi người xem video nhé, chào mọi người.